Mizmina, Mizoman, Mizohim. Người chưa? Cái này ở nhà anh dùng cái này mà. Thế thì nó okay, sẽ anh. Do cái sâu cạc, cái đầu vào sâu cạc. Mỗi sâu cạc nó sẽ thu một cái gọi là cái hấp thụ âm thanh riêng. Này, dạ. Cái sâu cạc cũng có sâu cạc ở nhà luôn. Mic cũng mic như mic ở nhà luôn. Cùng một bộ, cùng một mẹ đẻ ra. Thế thì anh không có màng lọc rồi đúng không? Hả? Không có màng lọc đúng không anh? Rồi. Không có. Anh nhiệm vụ của anh bây giờ là lấy cái một cái máy sấy và sấy vào cái mic cho nó nóng hay cho nó khô đi. Đấy. Còn nhiệm vụ của em là bây giờ em phải về em chiến đấu. Vì tổ quốc. Màu cờ sắc áo à? Vâng. Không, nhưng mà cái này này, cái nhiệm vụ của nó là chắn gió vào. Đấy, quan trọng nhất là chắn cái nước dãi khi mình hát mình bắn vào là nó bị ẩm, là nó sẽ bị rè. Sợ nhá, cảm ơn em Giai nhá. Ok anh Giai, nếu mà nó rè nữa thì rè nữa thì bảo em nhá. Vâng. Tao nhắn tin, vừa nhắn tin cho mày, có thấy mày trả lời đâu thì tao mời mày PK luôn. Đây em hẹn với anh Sinh, với anh Nam, với Úc Việt, BK4. Ok. Vâng. Về PK đi, có gì thì anh nhắn tin. Ok nhá. Vâng. Cảm ơn okay, anh Giai. Nhớ vâng cái anh bảo đấy nhá. Vâng ạ. À, bên anh bao nhiêu đam đang bao nhiêu view ấy? Đang có 17.000 thôi. Tất cả mọi người về hết đây chơi với em. Về anh Đạt. Ok. Thế nhá, em về đây. Cảm ơn. Thế nhá. Thế nhá. Ok anh Giai. Jana, Jana, hello. Bye bye. Dạ. Hello, hello, ok. Vâng. Này. Đấy, bảo cái cháu bảo cái mic tóc. Hello mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha chị em ơi. Và ngày hôm nay em đã tiếp tục lại gọi là bán hàng đi mọi người. Xịt khử mùi toàn thân. Được chưa? Xịt khử mùi toàn thân luôn. Thank you, Jana. Đi đi. Tóc đi. Mày sấy tóc khổ quá. Lấy đi, cứ lấy đi, chồng bảo kê đi. Cút đi. Ôi trời, nhiều thế. Ôi trời. Bảo kê chồng nhá. Ôi trời, cút, vợ cút nha. Ôi trời ơi. Tiền ok, đi đi. 1 triệu 10 nghìn. 100 triệu. Ôi trời, lần nào bà cũng đòi 100 triệu thì chắc là còn cái lịt. Còn đúng cái lịt. Ok mọi người, nhanh tay bấm tay giỏ hàng nha mọi người. Bấm tay giỏ hàng nói chị em ơi. Chuẩn bị nào. Bấm tay giò hàng nhé mọi người. Năn khử cái xịt khử mùi. Đây là dành cho những ai mà hoạt động nặng và những người ra nhiều mồ hôi. Và những ai mà bị gọi là lặng mùi viêm cánh. Đấy. Ai bị viêm cánh nào xịt cái này. Ok. Rồi đưa đây. Cắm điện vào chồng. Cắm điện vào. Ai bị viêm cánh với cả bị cái này là cái nó khử mùi nha mọi người. Cái này khử mùi. Khử mùi nha mọi người ơi, khử mùi viêm cánh và những ai mà bị kiểu đi lao động mà bị kiểu như là bị mùi lặng mùi ấy, mọi người có thể xịt cái này để khử mùi. Cái này chữa gọi là hôi nách. Xịt khử mùi. Ok chưa? Bấm tay giỏ hàng nha mọi người. Tóc đẹp không? Cái gì đấy? Tóc người ta đang đẹp thì đi để rũ này. Bấm tay giỏ hàng anh chị em ơi! Chị em ơi, bấm tay giò hàng giúp em nào. Những ai mà bị hôi lách hay là
mùi, khử mùi. Đây là cái để khử mùi hôi nha mọi người. Đợi một tí. Một chai này công khai hiện tại gồm chai lẻ là 249 cò. Đấy, 249 cò. Và trong like của em là được giảm giá còn bao nhiêu thì em nhìn xem nào. Hình như là còn 199.000. Ok, chỉ 199.000 một chai khử mùi nha mọi người. À, nhưng mà từ từ nhá. Bây giờ như nào nhỉ? Promo. Từ từ, lãi suất từ từ. Đợi một tí đi, để chồng. Lãi suất không có. Của mình 119, nhưng mà từ từ mọi người hãy từ từ hãy mua. Từ từ hãy mua nhá. Bởi vì là mọi người biết rồi, trong live của em lúc nào cũng có những cái điều đặc biệt nên mọi người từ từ hãy mua. Ok chưa? Từ từ hãy mua nhá. Thơm không? Thơm không? Nước hoa. Không nước hoa. Đây là khử mùi hôi nách. Có thơm không? Có. Thơm không? Sợ ma đấy. Sợ ma đấy. Thơm không đã? Có thơm không? Không. Không thơm á? Thơm. Thơm tại à? Sao khó nữa trong xin vô lách chưa hả? Hả? Vợ thơm trông không. Vợ thơm chưa? Này vợ xin cho chồng cái. Này từ từ, ngửi lách đi đã. Ngửi lách đi đã. Nào. Thơm không? Không. Xịt vào. Nào. Ui giời, xịt vừa thôi. Kiếp xịt kiếp. Thơm không? Ngửi lại đi. Thơm không? Ôi giời ơi. Không, bên này, xịt bên này. Sợ ma xịt thì xịt cả vào mic rồi đây này. Còn nước. Rồi, mọi người, đây là em nói luôn nhá, đây là cái xịt khử mùi và cái này là 150 ml nha mọi người. 150 ml. Và cái lọ này ở trong live của em thì là đang là 199.000, ở ngoài sẽ là 200 bao nhiêu nhỉ? Ở ngoài sẽ là 200 bao nhiêu? Hơn 200.000 cơ. 249.000. Đúng rồi, ở ngoài là 249.000 nhưng mà ở trong live của em chỉ 199.000 thôi. Nhưng nhá. Nhưng mà cười hơi nhiều đấy. 199.000 thì nó chưa bông tơi lắm đúng không mọi người? 199.000. 199 đúng không? 119. 199. 99. Ừ. 119.000. Ừ, Việt Nam đồng. Indonesia. Không, sợ ma Indonesia. Shopping anh em ơi. Shopping mọi người ơi. Bấm tay vào giỏ hàng nhưng mà từ hãng mua. Bấm tay vào hàng mua. Nhan ơi. Nhan có đang xem like của em thì Nhan cho em xuống thêm một tí nữa đi. Để cho khách hàng nhà mình mua. Nhan ơi, Nhan sale thêm tí nữa đi. Mọi người đừng mua vội nha, để em xin sale thêm nữa. Đâu Mila đâu? Đâu? Đâu Mila, comment đi. Nhan ơi, cho em xin deal giá xuống thêm đi. Có deal nữa đấy mọi người ạ.
Nhưng mà chưa nhìn thấy comment của Mina. À đây, hello, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, đây rồi. Ok, nhà đây cho em cho em xem xuống tí nữa đây. Chỗ tình cảm, chỗ người nhà. Cho em xuống thêm một tí đi. Mọi người đợi một tí hãy mua nhé. Alo, Nhan có đang xem live của em không ạ? Cái này là rất phù hợp cho những ai mà bị viêm cánh. Xịt vào là nó sẽ khử mùi cho mọi người luôn. Nhưng mà nó rất là thơm nhé. Đây là khử mùi hôi cơ thể những ai mà chơi thể thao ấy. Nhưng mà những ai chơi thể thao hoặc là hoạt động mạnh. Hoạt động mạnh nhé mọi người. Ai hoạt động mạnh mà chơi thể thao ấy. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that.